Bolivia Argentina, 3 giờ thứ tư 13:09 giờ Hà Nội. Messi mệt và xin được thay ra ở trận trước, Scaloni nói ngày 11 tháng 9 tại họp báo trước trận gặp Bolivia. Nhưng chúng tôi không cần phải nói chuyện với Messi trước các trận. Chúng tôi sẽ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Ngày 8 tháng 9, Messi đá chính và lập siêu phẩm đá phạt ở phút 78 giúp Argentina vượt lên, rồi nhường chỗ cho Ezequiel Palacios khi thời gian thi đấu chính thức còn 2 phút. Việc ngôi sao 36 tuổi bị rút ra khi Argentina chỉ đang dẫn trước một bàn làm dấy lên lo ngại rằng anh chấn thương. Messi liên tục thi đấu từ khi gia nhập Inter Miami theo dạng tự do hồi tháng 7, ra sân 11 trận cho câu lạc bộ Mỹ trong vòng chưa đầy 6 tuần. Messi đeo băng đội trưởng cho Di Maria sau khi rời sân cuối trận Argentina thắng Ecuador 1-0 ngày 8 tháng 9. Ảnh AFP. Scaloni xác nhận Messi vẫn cùng toàn đội đến La Paz để chuẩn bị cho trận gặp Bolivia, nhưng để ngỏ khả năng tiền đạo này đá chính. Đây là thông tin tích cực, bởi nếu di chuyển cùng toàn đội, Messi có thể ra sân, huấn luyện viên 45 tuổi nói. Nếu Messi không ổn, tôi đã bảo cậu ấy về và nghỉ ngơi tại câu lạc bộ. Messi luôn muốn thi đấu và chúng tôi sẽ quyết định trước giờ bóng lăn. Scaloni muốn giữ nguyên đội hình đã thắng Ecuador tại Buenos Aires cách đây ít ngày, nhưng có thể cần phải thay đổi vì Argentina phải đá ở độ cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển. Theo đó, Enzo Di Maria và Julian Alvarez bộ đôi vào sân thay người hiệp 2 trận gặp Ecuador có thể đá chính trước Bolivia. Scaloni cũng xác nhận Lisandro Martinez và Christian Romero đã bình phục chấn thương nhưng có thể không thi đấu. Bolivia thua 1-5 trên sân Brazil ở trận mở màn vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Nhưng Scaloni vẫn đánh giá Bolivia là đối thủ mạnh, thi đấu thú vị, chắc chắn sẽ thể hiện màn.